Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội ngay từ đầu năm nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực đẩy mạnh nhiều chính sách để đãi ngộ hấp dẫn thu hút người tài. Và một trong những đối tượng hướng tới là các nhà khoa học trẻ đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Câu chuyện tại một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. 93% giảng viên tại trường đại học quốc tế là từ nước ngoài trở về. Đây cũng là trường đại học tiên phong tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chính sách thu hút nhân tài nhà khoa học. Cách đây 12 năm, mức lương của phó giáo sư Nguyễn Văn Thuận nhận được khi giảng dạy tại trường với học hàm tiến sĩ là 20 triệu đồng một tháng, gấp 3 lần so với đồng nghiệp có học hàm tương tự ở các trường đại học khác. Cơ chế rất là giống ở nước ngoài đó ha. Tất cả các cống hiến đều dựa vào cái người ta nhìn vào cái lương và bản thân mình nhìn cái sự trả của nhà trường để chúng ta cống hiến cho thật tốt. Khi mà chọn một công việc thì chúng ta cần phải quan tâm đến không chỉ là một cái chế độ đãi ngộ chỉ là về phần tiền bạc mà chúng ta còn cần một cái môi trường cũng như là cái đồng nghiệp của chúng ta để có thể thúc đẩy chúng ta trong cái việc nghiên cứu khoa học. Tạo môi trường để nhà khoa học trẻ được nghiên cứu và thể nghiệm là cách mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thu hút giữ chân nhân tài. Trong 2 năm đầu công tác, Đại học Quốc gia sẽ cấp kinh phí tối đa là 200 triệu đồng để nghiên cứu khoa học và 1 tỷ đồng khi bước sang năm thứ 3. Đích đến của chương trình này là thu hút 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc đến năm 2030. Nếu mà thực ra nếu quyết định vừa viết điều ở Việt Nam thì khi tham gia về trường thì mình muốn phát triển các đề tài của mình nhưng mà mình không tìm được các dự án, các gọi là các quỹ đầu tư, thì cái dự án 350 là tạo ra một cái quỹ đầu tư cho mình để mình đầu tư phát triển các dự án của mình, thì nó khá hấp dẫn đối với mình. Khác với các chương trình thu hút trước đó, đối tượng hướng đến của VNU 350 là các nhà khoa học trẻ. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng phân quyền cho các trường thành viên để tuyển dụng đúng người, đúng vị trí cần. Phân về các trường đại học thì các trường đại học mới phân về các cái khoa nào đang cần cái người mà cái bộ một cái ngành đó mà cần tuyển, thì như vậy cuối cùng trao lại cái quyền tuyển cho những nhà khoa học trong cái ngành đó. Tại vì như vậy đó, thì họ mới có một cái hệ thống connect. Chính sách thu hút đã có, phần còn lại là cơ chế để đơn vị giữ chân người tài, nhất là các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng. Thống kê trong 4 năm qua, dù có chính sách thu hút người tài nhưng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới giữ chân được 5 chuyên gia, nhà khoa học. Và thực tế này đặt ra câu hỏi là tại sao thành phố đã có chính sách, thậm chí có từ sớm nhưng lại chưa hấp dẫn nhà khoa học? Các nhà khoa học cần gì để ở lại làm việc và cống hiến cho thành phố? Và ngay sau đây thì hãy cùng nghe câu trả lời từ chính những người trong cuộc. Hy vọng sẽ là điểm sáng tháo gỡ nút thắt của vấn đề này. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Thuận, khó khăn lớn nhất của chính sách thu hút nhân tài hiện nay là thủ tục hành chính. Chúng ta chưa có một cái hệ thống để connect những nhà khoa học Việt Nam đang ở nước ngoài. Vẫn đang rời rạc lắm. Mà connect theo đường khoa học nó khác với connect theo những cái hệ thống đoàn thể nó khác. Connect thực sự với nhà khoa học thì họ sẽ đi nhau với nhau à. Thì họ có thể dễ dàng mời với nhau. Không thể thiếu được, đó là một cái cơ chế chính sách đủ mở để làm sao chúng ta thu hút cái nguồn lực từ bên ngoài vào, thu hút đội ngũ giáo sư, các chuyên gia, các nhà giáo quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, nghiên cứu và giảng dạy. Đó là trong khâu tuyển dụng. Còn để giữ chân được các nhà khoa học ở lại làm việc cống hiến, ngoài môi trường, đề cao tự do học thuật, các nhà khoa học cũng cần cơ chế mở, thoáng hơn khi thực hiện các đề tài nghiên cứu. Và nếu mà thực sự là được tự chủ, được chủ động và được tôn trọng thì tôi nghĩ họ sẽ gắn bó lâu dài với không phải chỉ với trường mà với cả đất nước mình. Người tài thì ở đâu cũng có, nhưng tài năng cũng cần đặt đúng vị trí, đúng môi trường. Với nỗ lực hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sớm tìm ra đúng và đủ số lượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đáp ứng nhu cầu của thành phố.